5.000 một người. Có vị trí hết 25.000. Chưa kể hành tiêu đậu gạo. Ôi trời ơi, lạm phát như thế này, giá cả cứ đắt đỏ như thế này, sống làm sao được cơ chứ. Mẹ cứ lẩm bà lẩm bẩm như bị ma làm thế. Ui giời ơi, đi chợ đau hết cả đầu, chóng hết cả mặt đây này. Sao suốt ngày mẹ mua rau thế? Mẹ nhìn người con đây này, xanh mướt cứ như là con sâu rau đây này. Bố mày không chịu kiếm việc làm ý, thì chẳng có rau muống mà ăn đâu con ạ. Này, mà bố mày ý, học hành không qua trường làng, thế mà kiếm việc gì bố mày cũng chê, chỉ ngủ là giỏi thôi. Này, ai bảo bà là tôi chỉ ngủ là giỏi đấy hả? Ôi, thế ông không ngủ thì ông làm cái gì? Bà có biết mấy tháng nay là tôi đau hết cả đầu, bởi vì lúc nào cũng nghĩ cách làm giàu cho gia đình nhà ta không? Mà bà nên nhớ nhá, những lúc tôi đi lại lại ấy, là không phải tôi đi bình thường đâu nhá. Ôi, thế ông không đi bình thường à? Ừ, tôi không đi bình thường bởi vì là tôi vừa đi tôi vừa phải nghĩ cách làm giàu cho gia đình nhà ta. Bà hiểu chưa? Nhưng lúc tôi đi lại lại tôi nghĩ cách làm giàu mà vẫn không nghĩ ra. Thế là tôi đứng lại tôi nghĩ, đứng lại mãi mà cũng không nghĩ ra. Bắt buộc là tôi phải ngồi xuống tôi nghĩ. Này, thế ông ngồi xuống một cái là nghĩ ra ngay à? Ôi dồi ôi, ngồi mà dặn mãi nó cũng chẳng ra. Thế là một quỷ rồi một nghĩ rồi đúng không? Trời. Ê mô, còn cái ăn mới chả đói. Bố mày to như con hà mã như thế này, đường đường là chủ cả một cái tòa nhà như thế này, bố phải quỳ trước mặt đứa nào hả? Đây chẳng qua là bố muốn làm giàu cho gia đình nhà ta, cho nên bố phải đi lại lại bố nghĩ. Đi lại không nghĩ ra thì bố phải đứng, đứng không ra thì bắt buộc bố phải ngồi, con hiểu chưa? Nhưng mà bà có biết không, nhưng mà tôi nằm thì tôi lại ra. Thế ông nằm xuống một cái là ra luôn này. Nằm cái nó ra luôn, nhưng mà nó chuẩn bị ra cái thì ngủ quên sửa nó mất. Giời ơi, cột cả hứng. Thế mới khổ gì. Mà này, hả? Trụ cột của gia đình ơi. Thế ông suy nghĩ cái gì mà nó lại khủng khiếp thế? Ôi giời, tức bà không nghĩ, không hiểu à? Thế thôi mà mẹ cũng phải hỏi. Bố ấy, là bố nghĩ xem tối nay đánh con đề gì. Thế mà mẹ cũng phải hỏi. Ôi giời ơi, bố con mày suốt ngày đề với nó, suốt cả ruột. Con chỉ là cái cầm đèn chạy trước ô tô đấy. Này tôi nói cho bà biết nhá, người ta bảo là lấy chồng cờ bạc là sang, sáng ra gõ cửa dây vàng em đây. Có là dây vàng em đâu ấy. Lại bắt đầu sửa cả thơ của người ta đấy. Này, có phúc mới lấy được chồng đề nhá, sáng ra một chỉ tối về 7 cây. Thôi đừng có mơ hão huyền giữa ban ngày đi. Mà bố nói cho con biết nhá, đây chẳng qua là bố đang suy nghĩ cách đổi đời cho toàn thể gia đình nhà ta. Con phải nên nhớ, sách các cụ ngày xưa có câu là gì nhỉ? Một người lo bằng cả kho người làm. Hiểu này, nhờ? Không có sách vở gì hết nhá. Ông ra ngay cái mảnh vườn ngoài kia kìa. Ông nghĩ cho tôi là trồng cây gì, nuôi con gì cho tôi là xong. Suốt ngày mơ với mộng, lắm chuyện. Đấy. Đúng là đàn bà, đầu to óc nhỏ như quả nho. Bà vào trong nhà nhá, để tôi sẽ trình bày cho bà cả một cái vĩ mô về cách làm giàu của tôi nhá, để cho bà sáng mắt ra, bà sẽ tâm phục khẩu phục cái thằng chồng bà. Vào đây, mà cả con, vào đây, để bố trình bày cho cả nhà biết bà ngồi xuống đây, dòng tai mà nghe. Sách các cụ ngày xưa có câu là trăm bó đuốc sẽ phải vớ được con ếch, đúng. đi lại lại mãi không ra, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, thì ta phải nằm. Và cuối cùng nó sẽ ra. Tôi quyết định sẽ thành lập một công ty. Công ty á? Chính thế. Ôi trời ơi, công ty? Có mà công ty chuyên ngủ hay là công ty chuyên đánh đề? Này, bà phải giữ mồm giữ miệng nhá. Bây giờ là cán bộ rồi, không phải là chuyên ngủ mà công ty chuyên ôm. Ôi trời ơi. Này, ông học ở đâu ra cái nói mà nó lây lạc mẹ ông bà ra đông thế hả? Này, ôi trời ơi, bà từ từ để nghe tôi phân tích cái đâu. Chứ nó sồn như là địch vào đồn ấy. Công ty này là không phải là chuyên ôm mà chuyên gọi là làm xe ôm. Này, thế ông định làm xe ôm à? Không. Tôi chẳng hiểu gì cả. Trình bày khẩn trương. Khổ lắm Trình. Đây công ty chúng mình là coi như là đào tạo những người xe ôm, mà tôi sẽ là giám đốc. Thế còn tôi? Bà sẽ là phó giám đốc.
Con cố là trưởng phòng kinh doanh. Trưởng phòng á? Thế em thêm làm gì hả bố? Em thêm cho nó là phó phòng luôn. Này, bằng chức năng như thế thì ai là nhân viên? Mà này, cái con gắng nhà mình năm nay nó mấy tuổi nhỉ? Ông đẻ ra nó mà ông không nhớ nữa. 3 tuổi. Chính bà đẻ ra nó bà không nhớ luôn nhá. Nó đã được 3 tuổi đâu, còn kém 2 tháng rưỡi nữa nhá. Ôi giời ơi, hồ sơ xin việc, nói 3 tuổi cho nó tròn. Vì con gái là trẻ nhất cho nên cho nó sướng nhất, cho nó làm nhân viên, cho nó ôm thoải mái. Ôm thoải mái á? Tao ôm luôn. Mà thôi, bà hỏi nhưng mà hỏi lắm đấy, chuẩn bị lo một cái gì đấy cho nó đàng hoàng ra mắt đi chứ đi. Ô hay, thế tôi phải lo cái gì? Ô hay, chậm hiểu thế, ít ra phải làm một cái mâm cơm để ra mắt các cụ, sau đó thì ra mắt ban lãnh đạo của công ty, chúng ta phải đánh chén một trận gọi là tưng bừng khói lửa đấy chứ. Được không? Nghĩ này chắc chắn là đủ mà thoải mái. Đeo lại, có ngay, con cố đi theo mẹ. Đúng là phó giám đốc có khác ấy, có tí có sắc thì là như sóc luôn. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 29 tháng 4, giờ đại cát, ngày đại lộc, tuần đại hỷ. Vợ chồng con Nguyễn Văn Toàn, Vũ Thị Mẹt có làm cái lễ mọn để dâng lên tổ tiên, để trước hết là để cho tổ tiên hưởng chút lễ mọn của trần gian, sau là để làm gì mình nhỉ? Làm thịt con lợn. Trước hết là để như lúc nãy con đã vái, sau là để làm thịt con. Sao lại là để làm thịt con lợn? Ông Khấn đến đâu rồi? Ôi trời, nhớ thì còn hỏi bà làm cái gì đấy thế? Ôi giời ơi, đây, đầy đủ đấy, ông đọc từ đầu đi. Thì bảo ngồi tôi đọc luôn từ đầu lại còn bắt người ta học nhẩm lời mãi rồi bây giờ lại cầm giấy. Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy bề trên bề dưới, dạ mong các cụ phù hộ độ trì cho công ty đại xe ôm chuyên ôm chúng con, dạ làm ăn phát đạt, dạ sau đấy sẽ khấm khá. Dạ vâng ạ, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Sách có câu, khắc đi khắc đến. Vậy chúng ta cứ đi, rồi chúng ta sẽ đến. Đằng sau, quay. Khắc đi khắc đến. Công ty bắt đầu triển khai chẳng mấy chốc, gia đình chúng ta sẽ khá. Anh Đình ơi, thế đường làng vắng vẻ như thế này, liệu có ai đến học không hả mình? Ồ hay, thế mình mới gọi là người gọi là sáng chế với khai phá mảnh đất đầu tiên chứ gì. Sách có câu là hiền nhân đãi kẻ khù khờ đến trước à? Đấy, cột mốc đây rồi. Chả mấy chốc này cái đường ở trước mặt nhà ta nó to mênh mông bể sở ra, và người đi lại cái nườm nượp. Lúc đó có khi mình phải mở thêm cả một đại lý phải mở gọi là thêm một tổng công ty chứ. Lúc đó mình sẽ là phó tổng giám đốc. Ghê chưa? Đương nhiên là phó tổng giám đốc. Ừ đấy. Này, em phục cái đầu mình lắm. Đấy, lấy nhau bao nhiêu năm giờ mình mới phục cái đầu của tôi à? Đấy, cái quan trọng nhất là tôi là người khai phá ra gọi là độc quyền ý. Sắp tới tôi sẽ đến Cục Sở hữu Trí tuệ đăng ký độc quyền luôn. Độc quyền à? Thôi bây giờ mình đi ném tờ rơi đi, để cho học viên của chúng ta được đông nhé. Vâng, em đi mình nhé. Hãy đi các con nhé. Ôi trời, công ty chuyên ôm nhận đào tạo xe ôm, đảm bảo chất lượng cao, giá cả phải chăng, ra trường được cấp bằng ôm, chứng chỉ và tạo cơ hội có việc làm ôm ngay. Ôi trời ơi, vẫn ngủ à? Dậy đi, cô tí của mẹ dậy đi, nằm dậy đi. Sao để anh hay ngủ thế này? Ôi, ngủ lắm. Dậy đi. Dậy làm gì? Dậy đi với mẹ. Đi đâu? Ôi dồi, hôm qua nó bảo rồi, dậy sang nhà chú Toàn, cái mặt lơ ngơ như là làm thơ này á. Ý mẹ này, mắng con là hay ăn lười làm giống mấy ông làm văn làm thơ ấy. Không, ý mẹ không thế. Ý mẹ bảo là cu sang nhà chú Toàn dạy lớp khai giảng xe ôm khóa 1 nhá. Đi. Ui giời ơi. Sao?
Đi làm xe ôm gì phải học. Sao lại không học? Cái thằng này mày thủ khoa thế là không được đúng nhá. Cái thằng này. Mẹ thích con đi làm xe ôm á? Ừ. Mua cho con cái A còng đi, con làm xe ôm cho. Trời ơi, xe ôm lại đời A còng. Con mà A gù thì có ấy. Con ơi, mẹ xem bói rồi. Ông thầy bói bảo con phải giữ cái nghề cổ truyền. Con sang nhà chú Toàn với mẹ. Ủa, nhà mình có nghề cổ truyền á? Ôi trời ơi, nghề thông dụng nhất, cổ truyền nhất, sang trọng nhất. Nghề gì mẹ? Thì mẹ nói đi, nói thẳng ấy, cứ nghề xe ôm chứ còn nghề gì nữa. Ui giời ơi, nghề xe ôm, cổ truyền với gia truyền với sang trọng. Chứ không à, đến đời mày đời thứ tư nhá. Đây này, cụ cố nội nhà mày kéo xe tay. Ông nội nhà mày đạp xích lô. Biết được bố mày hồng sinh cả ố. Đi xe ôm, xe máy ôm. Thế còn mày nhá, học hành tấn tới giỏi giang á, thì ô tô ôm là cái chắc. Ô tô ôm. Trời ơi, con xem cả làng này không ai bằng nhà mình nhá. Này, mấy chục năm nữa có khi họ phải dựng bàn thờ thờ bố mày đấy. Úi dồi, mẹ cứ nghĩ cái ngày ấy à, cứ như hoa gạo nở tháng 3 trong bụng mẹ, mẹ sung sướng lắm. Ai người ta lập bàn thờ thờ bố làm cái gì? Thằng này ngu quá. Bố mày là cụ tổ của nghề xe ôm ở cái làng này. Ai cũng học bố mày, thế chả thờ bố mày thờ mày chắc. Thôi 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 thôi, chả ai người ta làm cái việc cái đâu, mẹ đừng có mà mơ. Thôi thôi thôi, mặc quần áo đẹp vào rồi đi sang nhà chú cho nó bắt mắt đi. Mỗi bộ này nó đẹp nhất rồi còn gì nữa. Con ơi, con mặc thật đẹp vào, nó như là cái bông hoa nở ấy. Thôi, ruồi muỗi nó bị bâu vào. Thôi thôi mà đi thôi. Thôi, mẹ nói nhiều quá nhức hết cái đầu. Mày ngồi đây, để tao xin phép bố mày đã. Ông ơi, tôi đã tìm thấy nghề của con rồi, nghề gia truyền ông ạ. Ông sống khuôn chức thiêng về phục vụ đồ chỉ cho con. Nó hôm nay nó sang nhà chú Toàn, nó dự khóa khai giảng xe ôm khóa khóa 1 ông nhớ. Ông giúp đỡ, đi 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 con ơi đi đi. Này, con phải học cho giỏi nhá, cho xứng đáng là nghề cổ truyền của bố con nhá. Vâng. Cái gì đấy? Con lấy mang cái này đi làm gì? Mang cái này đi ở đường có con nào tiện thể con nào tốt, con. Tốt khá, đi 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 con ơi. Con chị trông như là bông hoa dâm bụt đi. Tại cái áo ấy. Chú nói hay thật đấy, đã dâm lại còn bụt, đã bụt lại còn dâm. Bông hoa dâm bụt yêu quý của tôi rồi. Thế mời chị ngồi. Vâng, vâng ạ. Chú cho ngồi rồi, được đấy. Chị làm điếu. Hút đi. Tôi không biết hút. Không biết hút à? Thế thì chị tua xa bà xã nhà em. Bà xã nhà em là mỗi một ngày là phải hút vài ba điếu thuốc lá, xong rồi thuốc lá lại vã ra thuốc lào rồi xào ra cả thuốc mẹ. Tôi hỏi khi không phải. Thế chị nhà nghiện à? Như tôi nghiện gạo chứ này. Nghiện hơn cả nghiện chồng ấy. Đã thế còn có cả thơ về điếu cày nhá. Toạt đầu anh nắm cổ tay, anh vỗ đến bụng nặng tụt đốn lên. Dên sao cho sướng mà dên, mất tiền mà lại mua thêm cái khẩu. Chưa hay bằng cái điếu bát. Điếu bát này gọi mình tròn trùng như quả bưởi. Cái lỗ sâu sâu đút sọt vào, thủy hỏa giao nhau sôi hùng ngục. Cảm ơn cô mình một phút sướng làm sao. Văn thơ linh láng lại chào ra mẹ. Thơ để cặp quần nói làm chi. Thế thì quá hay cái gì? Có vãi. Hay cái gì? Con bà đến đây có việc gì đấy? Chả là thế này chú ạ. Nhà tôi có nghề truyền thống. Cha truyền thì con phải nối. Đúng rồi. Thế nhưng mà chẳng may nhà tôi mất sớm. À. Không ai truyền được. Hôm nay tôi đi chợ tôi nhặt được tờ rơi. Chú mở công ty ôm. Đúng rồi. Thế cho nên là tôi mang cháu sang đây để nhờ chú dạy bảo cháu làm sao thành một người lái xe ôm chuyên nghiệp chân chính. Tốt. Chị có ý thức kể cho con gọi là tiếp bước cha ông như đấy. Thế là gia đình nhà chị phải nói là rất có giáo dục đấy. Thế nhưng mà tóm lại là chị, ý chị như thế nào chị cứ trình bày. Chả là thế này chú ạ. Vâng. Tôi sợ là thất thoát về gia truyền mà ông nhà tôi ở dưới suối vàng. Chẳng may mà tôi xuống thì tôi biết ăn nói với ông thế nào. Cho nên là tôi phải nhờ chú giúp tôi. Khổ thế đấy chú ạ. À. Chú đồng cảm chú mẹ giúp tôi. Mẹ khóc đùa đấy. Mẹ khóc thật chứ sao lại khóc đùa rồi. Khoan, mẹ có đuổi khóc làm gì để không khóc đùa đâu. Chú ơi. Ôi ôi, mẹ con giống đùa lắm chú rồi đâu ý kìa. Làm theo hôm nay để nối xoay. Thôi. Nghề của bố cho thôi. Thôi chú. Tự nhiên hay mẹ con bà đến đây khóc toáng lên hàng xóm láng giềng người ta tưởng nhà tôi có đám. Thế thì chú lạ thật. Vâng. Không à đi. Mà thôi thằng này đứng dậy. Con đứng dậy cho chú xem. Mời quan vào xem nào. Chú thấy ăn đòn chưa? Đây chú thấy ăn đòn chưa?
trông thằng này như con cá kiếm ấy nhỉ. Dáng thì được nhưng mà tôi lo sức khỏe không bảo đảm. Sao lại không bảo đảm? Bởi vì thằng này mà chống xe còn không được ôm cái gì. Ơ là chú ơi, nó cao 1m70 nhá, nặng 80 cân nhá. Nói thật với chú nhá, vừa rồi cháu đi tuyển phi công đỗ rồi, trúng 100%. Đỗ rồi. Không cho đi đấy. Sao thế? Tôi sợ trên nó bay trên trời nhá. Ngàn cân treo sợi tóc. Nhà tôi sợ nó cũng cái mất giống à. À ừ, thế thì chị có ý nghĩ như thế là thật là đúng. Mẹ, con người ta là phải đi dưới đất thì tự dưng bay lên trên trời làm cái gì? Cháu nói chú nhà riêng nhá, mẹ cháu mà cho cháu đi phi công bây giờ cháu được lái máy bay bà già lâu rồi. Thế nhưng mà tóm lại nói thật sự với chị là thằng này dáng vóc có đẻ cứ được, thế nhưng mà sức khỏe tôi sợ nó không bảo đảm. Ôi giời ơi, chú ơi, trông nó liều khỏe thế này mà nó khỏe lắm nhá. Hôm đó nó vác 2 con chó nhá, hơn 10 cân mà nó vác được đấy. Dạ đấy, hơn 10 cân. Riêng con vàng con là 15 cân, con vận 20 cân đấy. Vị chi nó 30 cân, chó của người ta đấy, hơn 10 cân. Thôi, hai mẹ con bà cứ đừng nói phét. Úi giời, chú không tin à? Hơn 30 cân. Mày ra vác chú cho mẹ xem. Chú có ngồi đấy để nó vác. Nhưng mà con sợ chú to vác không được. Ngu thế. Mày coi chú như con vẹn ấy, mày mới dễ vác chứ. Đúng rồi, đúng. Phải cho nó say cho vác, đúng, nó mệt người vác mới dễ. Đúng rồi. Đấy, chú kia chị nó sẽ vác chú. Thế thì bố mày được con đó mặt chưa, đó mặt chưa. Đây là chiêu độc của bố mày đấy. Đấy, thằng này nhá, đi trộm chó 10 năm nay rồi, con chó nào phải phục sát đất để hình chiêu. Cái chiêu thôi miên này của bố mày đấy. Chết này mày. Bố nó chóng mặt lắm rồi đấy. Mặt chưa? Bố mày cắn một mắt là mày sâu quảng luôn đấy nhá. Ui, chóng mặt rồi nè. Chóng mặt rồi nè. Mẹ ơi, mẹ, đi bóng nó ra, đi bóng nó ra, đi bóng nó ra, đi bóng nó ra, lao quá rồi. Con này cứ tưởng con chó to. Chú thông cảm. Cháu đi biết bắt chó hơn 10 năm nay, nó nhìn ai như con chó, chú thông cảm nhá. Này, tôi nói cho bà biết nhá. Rất có câu là làm việc cái đầu nhá. Đúng. Ở bộ óc nhá. Đúng. Không ai làm việc bằng chân tay nhá. Đúng. Bằng cái thòng lọc nhá. Vâng. Tóm lại sức khỏe thằng này ổn đấy. Được không? Sức khỏe cháu ổn rồi chú. Được. Nhưng mà tóm lại là bây giờ mày thích học xe ôm cái loại nào? Ủa thế xe ôm phân loại chú? Sao thì xe ôm không có loại? Nó có 3 loại thôi. Loại đầu tiên là loại nghiệp dư, loại chuyên nghiệp và loại thứ 3 là loại bán chuyên nghiệp. Đấy. Hai mẹ con bà bán đi. Vâng, con ra đây, tính. Ra đây bạn. Này, một, hai, ba, chuyên nghiệp. Tốt, muốn trở thành người sale chuyên nghiệp, trước hết ta phải tụ hội được 3 yếu tố sau đây. Yếu tố gì hả chú? Thứ nhất là phải có vóc dáng. Có nghĩa là không đi ra phong nhã, đi vào hào hoa như tôi, thì cũng phải râu hùm, hàm én mày ngài. Để làm gì hả chú? Ô, không hiểu à? Để có thể dọa khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế thì mẹ ơi, đợt này mẹ cho con để lông nhá. Được chưa? Cái thứ hai, người sale chuyên nghiệp phải biết tạo ra một cái bản sắc riêng. Có nghĩa là người sale chuyên nghiệp có thể đứng trước hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn người sale mà mình vẫn nổi bật là một thành sale chuyên nghiệp. Để làm gì hả chú? Ô hay, không hiểu à? Để tranh khách. Cái thứ ba, người xe ôm chuyên nghiệp là phải biết thức thời, phải biết nhanh chóng cướp thời cơ, cướp lấy cơ hội mỗi khi mà cơ hội nó đến thì nhớ. Có nghĩa là phải nhanh chóng rút tiền, phải xin tiền và moi tiền trong túi khách mỗi khi có thời cơ, hiểu chưa? Khó thật đấy. Quá khó. Xe ôm chuyên nghiệp có phải dễ đâu. Vậy bây giờ tôi thử cho bà xem một cái trách nhiệm, xem bà thuộc cái loại xe ôm nào nhá. Vâng. Ví dụ bà đang ở trên xe ô tô bước xuống. Đấy, trước hàng chục người xe ôm, có thể có anh xe ôm, có chú xe ôm, có bác xe ôm, có ông xe ôm, thậm chí có cả cụ xe ôm, mà có cả thằng xe ôm luôn. Vậy thì bà sẽ chọn người xe ôm nào? Trong đó gồm có 4 mục A, B, C và D nhá. A là một anh xe ôm mặt mũi nhẹ nhàng hiền dịu, nói năng nhẹ nhàng, đi xe vừa vừa mà tầm tiền cũng vừa phải. B là một anh mặt lạnh, dáng vẻ có vẻ phong trần, đi xe hầm hố,
tiền cũng vừa phải. Đấy. C làm anh đẹp trai, nói năng nhẹ nhàng, đi xe xịn và giá tiền cao bút. D tất cả các phương án kia. Bà chọn đi. Khó vậy. Mất cái nọ để bỏ cái kia. Đấy. Không không A cái gì. Theo tôi chọn phương án D. Sao? Phương án D. Bà chọn phương án D. D. Bà đã chắc chắn chọn phương án D. Chắc chắn. Nhưng mà phương án này là không có sự trợ giúp nào đâu nhá. Kể cả không gọi điện cho người thân, không hỏi ý kiến khán giả, mà cũng không có 50 vào 50 nhá. Nhất trí. Thằng này là khán giả nhá, đứng ra ngoài nhá. Thế bây giờ bà chọn phương án D. Thì theo tôi thì bà có thể giải thích kỹ một chút về phương án D nó là như thế nào. Ý 1 của phương án A. Ý 2 của phương án B. Ý 2 của phương án C. Thế có nghĩa là thế, nó thế nào? À có nghĩa là xe đẹp, giá rẻ. Ôi trời ơi, nhất là đẹp trai là tôi ôm ấy. Có được không? Bà có một cái nhược điểm và rất giống tôi. Đấy. Nhưng mà tôi nói cho bà biết nhá, cuộc đời là không bao giờ cho ai tất cả nhá. Được cái nọ là bao giờ mất cái kia nhá. Không bao giờ được hết tất cả như thế nhá. Tiếc nhỉ? Tiếc như này thì làm gì có cái chuyện mà được tất cả thế mà rời cho bà tất cả thế có mà bà ăn đủ à? Chính vì thế cho nên thôi bây giờ tốt nhất như thế này nhá. Bây giờ mời bà và cháu đi ra ngoài kia ta cứ thực hành luôn. Đồng ý. Đi con đi. Người lái xe ôm, cái kiểu ngồi lái xe ôm cũng rất quan trọng, cũng có 3 kiểu ngồi lái xe ôm. Ui, đấy. Nhiều thế cơ chú. Kiểu thứ nhất chú dạy nhá. Có nghĩa là người ngồi lái xe ôm đầu tiên, kiểu thứ nhất là kiểu đương đầu với thử thách. Ta chỉ ngồi một chút ở cái mớm cái đầu yên thôi, hiểu chưa? Cái kiểu ngồi này là dùng sức của hai cánh tay, cơ vai và cơ lưng, thậm chí cả cơ mông nữa. Đấy, lao thẳng về phía trước. Ôi giời ơi. Mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước như là kiểu chú cháu chuẩn bị bắt trộm chó. Đấy. Chú ơi, tức là như này nhá. Dùng đúng cái xương cụt để tì vào cái đầu yên thôi. Chính xác luôn. Đâu chú ngồi lại đúng. Đây. Thế cháu xem nào. Đây, ngồi thế này. Ngồi như chú trông như thằng già sắp chết. Chết là chết thế nào, còn lâu mới chết. Kiểu thứ hai. Kiểu thứ hai là kiểu ngồi hai trong một. Ta lại ngồi sát tận sau yên. Đấy. Tức là cái kiểu kia thì ngồi đầu yên, còn cái này là ngồi đít yên. Đúng rồi, chính xác, này thông minh. Kiểu này thì hơi tốn sức khỏe một chút. Cháu hiểu chưa? Phải dùng toàn bộ cơ tay, cơ vai, cơ lưng, cơ mông, thậm chí cả cơ đùi nữa. Đấy, cháu thấy bỏ hết cả người ra thế này mà. Đấy, để ôm khách hàng vào trong lòng. Cháu có biết cái kiểu mà cá ướp muối không? Nhưng mà ngồi cái kiểu như chú thế này thì người ta bảo đây là xe nằm chứ còn xe ôm. Thế bây giờ khách ngồi đâu? Không ngồi đấy. À quên, không chú thích. Có nghĩa là cái kiểu ngồi thứ hai này là kiểu này là khách là phải khách nữ. Có hai kiểu này thôi gì? Không, là hai kiểu, ba kiểu. Còn kiểu thứ ba này là kiểu quan trọng. Kiểu thứ ba này là kiểu mà sang trọng hơn một chút. Còn kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Kiểu này là ta không dùng mắt nhiều. Đấy. Mà kiểu này là dùng bằng tai là chính. Bởi vì ta nhìn ngang. Mà lại không chơi với phanh. Mà chủ yếu là chơi với số. Kiểu này của chú ngồi thế này công an người ta mời vào đồn sớm. Mà sao phải nhát chết thế? Đang dậy mà cứ nhảy vào mồm người ta chặn lọc là thế nào? Tí, mày ngồi cho chú xem. Cháu nó ngồi đẹp lắm đấy. Chú ngồi, cho nó ngồi được không? Ngồi được. Mày ngồi được kiểu của chú thì cháu ngồi được. Sao ngồi, mày ngồi thử cho nào. Chú thử cho ngồi. Thực ra nhiều ngồi cái kiểu của chú ấy, cháu nói thật, nó cháu cảm giác như nó tốn cơ mới là tốn sức. Thế tại sao chú không nghĩ ra những sáng tác những cái kiểu ngồi nó đẹp hơn? Cháu nói ví dụ nhá. Chú ngồi cái kiểu này này. Thế nào kiểu nào? Chú ngồi cái kiểu như thế này này. Đấy. Đấy, tức là đi xe chỉ lái bằng hai ngón đây, hiểu không? Đấy, vừa đi vừa huýt sáo. Cái kiểu này thì người ta gọi là cái kiểu ngồi là chó xe tát ao. Hiểu không? Hoặc là chú ngồi theo kiểu này cho cháu. Đây, chú ngồi thế này nhá. Chú vắt chân bằng tròn đấy, lái bằng đèn. Hiểu không? Đây ngồi này có vẻ ung dung nó thoải mái không? Đấy. Cái kiểu này thì gọi là cái kiểu là ếch ngồi đáy giếng. Đấy. Cái kiểu ngồi nó cũng phải có đầy chất thơ như thế chứ, nó phải văn học chứ. Ngồi chú ngồi được kiểu cơ học nó mệt. Kiểu này kiểu văn học cái gì? Đây kìa. Cái gì? Còn khách quý nữa. Đang dạy ông này, ông lại ngồi chồm hổm lên xe thế này. Nói cho chú biết nhá. Tôi muốn nói thế để cháu ngồi rất đẹp là đằng khác. Đẹp thế mà bà nhìn thế mà bảo đẹp à? Thế là đẹp còn gì nữa? Tôi đang dạy cách ngồi để lái xe ôm chứ không phải tôi dạy cách ngồi cho đẹp hay cho nó xấu đâu.
bà này còn hơi tí là bà bênh con ấy. Thôi tốt nhất là bà đứng ra kia. Vâng. Coi như bà giả vờ như là bà người khách ấy. Vâng. Nhớ thằng cu tí này nhá. Dạ. Mày coi như là mày thằng lái xe ôm. Vâng. À, ví dụ mẹ mày là khách ở kia, thế mày ra mày đón khách. Chơi luôn. Ôi trời ơi. 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 Tôi bảo là từ từ đập tôi mà nó nổ máy tật à. Ôi trời ơi, thế này tốn hết cả tăng gần 20.000 một lít tăng. Xuống xuống, hỏng xe của tôi bây giờ. Đây bây giờ chỉ là tập thôi nhá. Đấy vừa nãy là tôi mới bảo là chuẩn bị bắt đầu kìa chứ. Khi là tôi hô bắt đầu thì hai người mới được bắt đầu. Từ nãy mới là chuẩn bị đã bắt đầu đâu. Thì chúng bắt đầu luôn đi đi. Bắt đầu thì cũng phải từ từ đó. Bây giờ tôi hô 1, 2, 3, hai người bắt đầu thì bắt đầu mới được bắt đầu nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Mẹ ơi, ơi, mẹ đi xe ôm con chở mẹ. Có. Ôi giời ơi, có cái gì bà thì phải gió đi ra nhá. Hỏng hết cả việc rồi. Sao lại thế ạ? Thế là mẹ ơi thì còn làm ăn cái gì nữa mẹ con. Cái mụ này nhá, không có liên quan gì với cậu cả. Đây chỉ là cảnh khách thôi. Đúng rồi mẹ ơi. Đóng kịch đúng không? Đóng kịch đúng rồi. Nào, lại đi. Bắt đầu lại. 1, 2. Tôi có ý kiến ạ. Tôi vừa đi vừa hát cũng được không ạ? Ô, tốt quá. Như thế là càng mát mẻ cho cái công trình xe ô của chúng ta này nhá. Tuồng trèo cải lương dân ca có cái gì bà cứ chơi hết cho tôi. Vâng. Nào, bắt đầu. Rơi xu buồn nghe mênh mang. Bắt chứ không đi bảo theo em bắt bướm vàng không, nhưng mà bắt làm sao được, làm sao ở cái hoàn cảnh này thì không, muốn bắt cũng không bắt được chứ. Hoàn cảnh làm sao? Không gian, thời gian cũng như là địa điểm không thể bắt được. Thế là vì sao? Bởi vì là ở trên đê thì lấy đâu ra xe ôm mà bắt. Ủa giời ơi, trên đê yên phụ có mà đẩy kia cả. Ừ, sao mà không bắt được? Thế bắt nhưng mà mái. Nhưng mà người ta đang ở trong cái đám cưới. Ví dụ bắt cái bà này, bà đang về nhà chồng, bắt em ơi đi xe ôm không thì chồng nó ra nó vả nó vỡ mồm à? Lại nhá. Vâng, thế lại mẹ. Đó. Lại mẹ lại nhá. Lại đi em ơi. Ừ. Dạ. Đi xe ôm không anh chở? Có ạ. Ra đây ra đây. Ra đây. Em lên xe đi. Thế em ngồi đâu? Ô, em ngồi đây. Ôi trời, em chẳng ngồi đâu, sợ lắm. Ô, không em ơi, ngồi đây an toàn lắm, anh gọi là anh bao bọc an toàn lắm. Ừ, thầy anh dạy là cái thế này là gọi là thế ngồi 2 trong 1. Thôi. Ngồi thích lắm. Lên chở lên đây khổ quá. Thôi anh ấy dạy thôi. Mẹ, em ơi. Mẹ không ngồi. Đây biết chạy mà. Lại hỏng hết kìa. Mà nghe bà hát thì tôi còn mệt gấp trăm lần ấy. Mà thôi tóm lại là không có tập tành nữa. Bây giờ cậu đi đâu chưa? Thực tế luôn đi. Đúng rồi, cho thực tế luôn. Dạ. Vâng, đi mẹ ơi. Ôi giời ơi. Giời ạ. Chú ơi. Chú ơi. Ơi. Cháu bảo này. Hả? Này. Hay là mình chuyển địa điểm ra chỗ khác. Chứ cái đường này vắng như chủ bọn anh. Cấp đi ma tây nào. Ôi giời. Cháu này nhớ sách có câu là không kiên trì là bất bại luôn. Hiểu chưa? Nhẫn nại. Có mục tiêu rồi. Hả? Con gái. Nhưng mà rất khoát người này thần kinh. Sao thế? Lại vừa đi vừa vứt rác. Bây giờ là đến nhiệm vụ của cháu rồi. Dạ vâng ạ. Nhiệm vụ của cháu lúc này là vô cùng cao cả nhé. Vâng. Cháu nên nhớ kỹ một cái câu là bắt nhầm cuốn hơn bỏ sót. Dạ vâng. Được chưa? Bây giờ cháu phải làm tốt cái nhiệm vụ này thì chính thức chú hôm nay sẽ trao cho cháu một cái bằng gọi là chứng chỉ là xe ôm chuyên nghiệp luôn. Ui giời, được chưa? Thế hả chú? Con dạ vâng ạ, cháu cố gắng ạ. Con ơi. Dạ. Con phải nuốt hết lời của chú dặm nhá. Dạ vâng. Để con cố lấy bằng chứng chỉ cho bố con mừng nhá. Dạ vâng ạ. Mẹ. Con đi. Con đi. Cố gắng con nhá. Chú đi. Ôi trời ơi. Đi nhá. Đấy chưa? Ôi ông ơi. Con đã thành tài rồi ông ơi. Em ơi, đi xe ôm anh chở em ơi. Không. Ôi dồi ôi, trời nắng thế này mà sao lại đi bộ này thì hỏng hết chân thì còn gì nữa. Ôi ôi, chân đẹp thế này mà đi bộ này nó hỏng hết chân em ạ. Anh nhìn thấy anh thương xót chân cho em quá em ơi. Đi không anh chở. Không. Khổ quá, thế làm sao mày không đi? Mời đàng hoàng gắt cổng có đi không? Ôi giời ơi, nhà người ta gần ngay đây, có phải bước chân đi làm cái gì? Không đi cũng phải đi. Nhìn đây. Này, mày làm cái gì thế? Ôi. Chóng mặt chưa? Chóng mặt chưa? Ôi trời ơi. Chóng mặt chưa? Chóng mặt chưa? Đấy,
Chú thấy không? Thằng này có cố chắc có sợ sao ông? Thế này tôi yên tâm rồi. Tốt quá. Ông ơi, ông chả sống mà nhìn thấy con. Con nó thành tài rồi ông ạ. À. Bà nên nhớ, sách có câu là thầy nào trò ấy. Vâng. Thế học trò của tôi mà lè. Tốt quá. Ôi dồi ôi. Cô thấy mặt mù không? Đây là chuyến hàng đầu tiên. Em xin được tặng thầy. Cảm ơn. Em xin được tặng mẹ. Anh ơi. Thế này là thế nào? Dạ, thì là chiến lợi phẩm chuyến hàng đầu tiên em xin được biếu thầy ạ. Thôi mày biết đây là ai không? Ai ạ? Vợ tao đấy.